style. Thì đây tôi sẽ vào manager, manager đây để tạo line. Thì vào đây unintentional setting thì mọi người sẽ thấy đây nó có chữ lifestyle, chọn vào lifestyle. Thì lifestyle đây thì các bạn sẽ thấy đây, nó sẽ có ở đây lifestyle, nó sẽ bao gồm line width và line pattern, đúng không? Line width và line pattern. Thì ví dụ như lifestyle đây tôi muốn tạo mới, chọn này, tôi ghi ở đây là net 01 0.1 đúng không, vào line. Ok, thì các bạn sẽ chọn đây là net 01 đúng không, là net in này. Còn đây là black này, là màu này. Còn đây là line pattern này, là solid này. Ok, thì các bạn có thể là vào annotation này, nó có lệnh detail line là DL này, để mình vẽ 2D vào đây. Ví dụ mình chọn này, nó là net 01, bạn thấy không, net 01 này. Nó giống như kiểu là chúng ta vẽ gì, vẽ két đó, đúng không? Nó đầy đủ các tính chất net 01, net 02. Ví dụ đây, vào net 04 chẳng hạn. Ví dụ đây, manager chọn này, lifestyle, sổ ở đây, chọn tạo mới này, net 0.4. Ok, chọn này, chọn này là 0.4 được nhá, solid. Ok này, DL này. Chọn này, sao hack được trong net này em? Net thì nó chỉ có gì đậm nhạt đấy chứ nha. Bây giờ tôi sẽ muốn cái này là net đứt, đúng không? Net 0.4 này là kiểu net net mảnh chẳng hạn, net net đứt này, net đứt. Thì bây giờ tôi chọn này là net đứt. Ví dụ như vào đây lifestyle, tôi chọn này này, tôi chọn này là net net đứt, đúng không? Net đứt đây là 0.3 chẳng hạn, đúng không? Ok, thì tôi sẽ chọn đây, đầu tiên là cái này là 0.3 này. Còn đây là cái lifestyle này. Ví dụ đây nó là hidden này. Mọi người thấy hidden này không? Hidden này không? Đấy nhá. Chúng ta chọn vào hidden. Ok, DL, chọn này, netted. Mọi người thấy không? Nhưng vấn đề bây giờ cái nét đất này tôi để căn chỉnh được nó theo ý tôi mong muốn, thì các bạn sẽ phải vào đây. Và đây nó có line pattern đi. Line pattern thì vừa lúc mình đang chỉnh cái đấy là cái hidden đúng không? Này, đúng không? Mình có thể duplicate này, hoặc là tạo mới, hoặc là edit, ta có thể tạo mới. Tôi ghi đây là nét đất. Nét đất. Được nha. Nét đất đây tôi sẽ chọn đây. Ví dụ như đây là dash, cái cự ly bao nhiêu là 1, đúng không? Ok, không được thì các bạn phải tiếp tục đây, chọn space, space ấy là cái khoảng cách trống của nó ấy, là 1. Ok, nó phải đủ. Ok, thì các bạn chọn đây, vào net đứt này thì chúng ta phải vào mesh lifestyle và chọn vào đây là net, net đứt đúng không? Ấn chữ net này, net đứt đây thì chọn đây, nó phải đây này, đây sẽ tên là gì, net đứt đúng không? Ok, mọi người thấy nét đứt đây không? Đúng không? Thế giờ tôi muốn giãn cách cái cự ly này nó ra chẳng hạn, thì chọn này vào line pattern. Có nghĩa là các bạn sẽ phải nhìn vào đây, cái line style này nó bao gồm line width và line pattern. Mình chỉ cần hiểu nó được như vậy sẽ là rất ok. Đây nét đứt, edit. Tôi chọn đây là 2 và chọn đây là 2. Ok, ok, bạn thấy không? Thì mình chỉnh được các cái nét này theo mình mong muốn. Còn chính như trong cái thằng két ấy, cái lệnh LTS ấy, là cái lệnh rất là khốn nạn. Nó bị cái nét bắt đầu mình vẽ nét hidden ấy, lúc nó bị giãn cách ấy, lúc chích chi tiết ấy. Đấy, hôm nay mình lại phải chỉnh lại ấy. Mệt, còn thằng Revit này nó sẽ chỉnh này, nó sẽ rất là chuẩn. Này, nét đứt từ đây này. Mọi người thấy không? Mà mình chỉnh cỡ nét. Và các cái nét in ấy, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái gì? Phụ thuộc vào vấn đề lightweight. Thì đây là lightweight. Thì lightweight mọi người sẽ thấy đây là trong model lightweight. Model là những cái đối tượng này này. Thì đây nó đang sẽ là với tỷ lệ bao nhiêu. Ví dụ như mình đang ở tỷ lệ này, tỷ lệ 1/50 đúng không? Đúng không? 1/50. Thì với tỷ lệ 1/50 này lightweight này,
thì mọi người sẽ thấy với tỷ lệ 1/50 thì cái net 0,4 của chúng ta đang tương ứng với là bao nhiêu? 0,5, đúng không? Ví dụ bây giờ tao cho nó đậm hơn là 0,8 chẳng hạn, được không? Tao thấy nó đậm hơn không? Đậm hơn, hiểu không? Thì chúng ta có thể chỉnh được cái nét in ở trong gì, ở trong Revit, là cần những nét nào đậm, view nào cần cái chỗ nào đậm, chỗ nào nhạt, thì chúng ta chỉnh được hết, chúng ta chỉnh được bản vẽ cho nó đẹp. Này, chọn này nhá. Ví dụ như các bạn phải hiểu là nét 01, 02, 03, 04, 05. Thực ra nét in của thằng Revit này nó rất là thông minh và nó rất là đàng, nó kiểu là nó rõ ràng. Và đây là tính theo tỷ lệ. Còn cái của ông Két ấy là ông đặt nét in là ông phải có một cái bảng nét in riêng với cái layer của ông. Nếu mà ngoài cái layer đấy ra là câu khô nét in đấy là phải setup lại. Thì ở đây với tỷ lệ, ví dụ nét 01 với tỷ lệ 1/100 nó đúng là 01. Còn nếu mà với tỷ lệ 1% nét 02 là 0,18, 0,25 và 0,35, đúng không? Thì cái nét in này nó đang bị đậm hơn so với của bên két. Két thì thường đến cái nét cắt thì nó để sẽ để là 0,25. Còn thằng này nó sẽ để tụt xuống. Nét mảnh ấy, nó để mảnh hơn. Thì ví dụ như cái nét này, nét 01 này, ví dụ như là tỷ lệ này đang là 0,18 thì tôi chỉ để 0,15 thôi. Được nhá? Thì các bạn sẽ thấy này, các cái nét mảnh này nó mảnh đi, hiểu không? Mình có thể giảm nó cho nó mảnh đi để nhìn cho nó đỡ bị loạn ấy, giống như ở trên mặt đứng ấy, đúng không? Mặt đứng có những cái nét nó cần đậm mà những nét này nó phải cần nhạt, nó phải thể hiện được đó. Còn không ấy thì các bạn không hiểu được những cái này ấy, thì các bạn toàn bị phụ thuộc vào phần mềm thôi. Có nghĩa là phần mềm nó ra cái nét như nào thì mình giữ nguyên như thế, mà mình không biết sửa ấy, mà mình không biết căn chỉnh thì chỉnh làm sao cho nó đẹp ấy, nên là cuối cùng là cứ bị phụ thuộc vào vấn đề về phần mềm, sau đổ cho thằng Revit nó khó, nó không làm được. Nhưng em muốn hack, hack cái này rồi thì muốn em xin, muốn này lên xì thì em sẽ có annotation, em sẽ có phần Findrian được nha. Findrian đây thì em sẽ có ở đây, ví dụ như này, 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 đúng không? Thì em chọn đây này, nó có phần hack trong đây này, em chọn là solid, đúng không? Thì em có thể chọn màu cho nó, đúng không? Và em không có muốn cái nét này thì em chọn toàn bộ này, em chọn toàn bộ cái nét này và em để đây là invisible line này, này thì nó sẽ không có nét đấy nữa. Còn nếu em muốn cái nét ngoài này nó đậm lên như kia thì em chọn lên, chọn nét 04 đây. Nên ngoài này nó đậm. Thì để sau này các cái chi tiết ấy, mình muốn là cái nét nào đậm hoặc là nét nào liền với nét, ví dụ như là nét này đối với nét này, đúng không? Đúng không? Như như này, đấy. Chẳng hạn nó muốn phủ qua đây, ví dụ như phủ qua như này, đúng không? Thì này là nó nhìn thấy giống nhiều cột đấy. Hiểu đấy không? Tôi nghĩ nó khá là hay cho cái việc mà chúng ta sử dụng cái nét này, nó linh hoạt lắm, kể cả vẽ vẽ trên này nó còn nhanh hơn vẽ két, vẽ 2D trên này này. Đấy, thì tất cả những cái phần net in line pattern ok đó. Còn đây vấn đề chamfer thì tôi sẽ bảo mọi người chamfer như sau. Thì chamfer thì mọi người sẽ thấy là cái file này của tôi đang làm sao, đang mở song song với cả công trình này, đúng không? Này là công trình của chúng ta đang làm đây, đúng không? Thì bây giờ tôi lấy toàn bộ những cái dữ liệu ở bên kia, ở cái file bên này sang bên kia. Ví dụ như tôi muốn lấy một cái ký hiệu ở đây là ký hiệu về cái gì? Về cái cao tầng này nhé, về cái ký hiệu này, này tôi muốn lấy sang, hoặc là tôi muốn lấy một cái dim, được chưa? Dim sang bên này thì các bạn sẽ nhìn đây, nó có phần là transfer project vào manager, thì đây nó nhìn thấy chữ transfer project không, transfer standard, project standard là tất cả các tiêu chuẩn. Thì ở đây nó sẽ lấy theo cái nhà này, nhà quý mây này, cái nhà đang mở mở hai file song song nhá. Thì tôi check năn đây là chúng ta lấy hết toàn bộ sang này, mọi người thấy không? Nhưng mà tôi sẽ lấy đầu tiên là kiểu tường, check năn này, ví dụ one try, bạn thấy tường không? Ok,
Alright, thay thế. Chọn này. Cần gì phải tạo lại tường 220 nữa. Bên này nó có luôn tường chúng ta này. Tường ốp giáo, ốp vệ sinh. Thấy không? Có nghĩa là mình chỉ làm cái file đấy một lần thôi. Còn mình thích lấy cái gì sang cái dự án bên này thì mình sẽ chọn vào đấy. Nha. Nên các bạn phải hiểu là người ta muốn làm những cái này, người ta làm nhanh lắm. Người ta hiểu cách quản lý, người ta làm nhanh lắm. Đấy. Nhưng đấy là tường, đúng không? Còn bây giờ tôi muốn lấy phần dim. Dim, ấn chữ D. Style dim này, đúng không? Dimension này. Ok. Ok, xong. Bây giờ dim này, DI. Đấy nha, bạn sẽ nhìn này, nó sẽ có thước dim này này. Thấy không? Đây này. Chuẩn luôn, thấy không? Cắt chân đi mọi thứ rồi. Nó đã được setup hết rồi. Đúng nha. Còn chamfer project đây. Mà các bạn muốn lấy cái gì? Ví dụ như các ký hiệu, nó sẽ là annotation. Arrowhead này, mũi tên này. Đúng nha. Còn các bạn muốn mà nó call out rồi tất cả các ký hiệu, rồi mọi thứ về đường ống. Đúng nha. Chơi ok luôn đi. Có nghĩa là gì? Full luôn đi. Nhưng mà thường ăn cái gì thì gắp cái đấy thôi. Thì nó sẽ hiểu rõ bản chất hơn. Chọn vào đây. Các bạn thấy nè. Nó thay thế luôn này. Thay thế luôn ký hiệu luôn. Bên kia sang bên này mà. Đúng không? Nhanh không? Đấy. Các cái đầu trục này, section này, mirror section này, các thứ này, các cái ký hiệu này. Này này, nó sang màu đỏ luôn này. Thấy không? Nó thay thế luôn cho mình luôn cái standard của mình ở cái dự án kia ấy. Đấy, bây giờ dim này. Chuyển đây. Dim này. Đây, cắt chân dim luôn này. Đỡ chỉnh luôn. Đây, MA này. Thấy không? Quá là nhanh. Tường đây, này. Như chuyển tường đây, tường 220 này. Có tường sẵn đây gì nữa. 220 này. Đấy. Thấy không? Nét vữa chát đầy đủ luôn. Đâu có phải ngồi đi tạo tường là tường này tường bao nhiêu, tường này tường bao nhiêu nữa, nó làm một lần thôi chứ. Hiểu đây không? Và vấn đề các bạn hiểu là đến kể cả file template của các bạn cũng không thể ôm đồm hết cái đống đấy vào được. Nó nặng. Đến lúc tôi cần cái gì thì tôi cho nó sang rồi nhé. Ok.